anh em ơi, lên sóng đóng hàng gửi cho anh em đi cả nước nhá. Cảm ơn anh em trên cả nước rất là nhiều luôn. Hôm nay thì là ngày thứ tư, mùng 1 đây các bạn. Đầu tiên thì chúc các bạn có một tháng mới thật sự là mạnh khỏe, hạnh phúc, cũng như tràn ngập niềm vui trong công việc như là thành công. Đấy, hôm nay thì đóng hàng cho anh em trên cả nước các bạn này. Đấy, ở đâu chúng ơi? Chú ơi, cái ông chắn mù này là ông ấy lấy cái khóa chứ. Ông hai gương tròn có phải không? Chuẩn không? 3 lần nào? Đấy, hiện tại thì đang đóng hàng cho anh em trên cả nước đây các bạn nhé. Đấy. Đây, hàng hóa thì anh em hay hỏi mình là chat với bên mình ấy, thì nhận hàng như nào và thanh toán tiền như nào, thì ở 80% thì hàng bên mình là gửi hàng, nhận hàng và kiểm tra thanh toán. Anh em chỉ dùng, nhà mình dùng nhất là 2 số điện thoại các bạn nhé, chỉ dùng nhất là 2 số điện thoại. Anh em nhớ là liên hệ cho mình theo 2 số điện thoại này các bạn ạ. Đấy. Nhà mình dùng duy nhất là 2 số điện thoại này cho các bạn đây, 83 38, không dùng số thứ ba anh em nhé. Nhà mình thì nhân viên không chốt đơn cũng như là không tư vấn cũng như là không có hề công tác viên để bán hàng cho các bạn. Nhà mình chỉ có 2 số 83 38, vợ chồng mình chốt đơn với anh em cũng như trả lời tư vấn mọi thắc mắc của anh em. Đấy, qua số nhà 110 của mình các bạn nhé. Nhà đấy, các bạn có Google Maps là số nhà 110 đường Đỗ Mười anh em nhé. Anh em nhớ là có cho mình là số nhà 110 đường Đỗ Mười giúp mình. Cảm ơn anh em rất nhiều.